Ngày hôm nay một câu chuyện vô cùng bất ngờ, đó là trời mưa gió bập bùng là thấy bà Bảy nè, bà ngẫu nhiên bà đi đổ bánh xèo mướn cho người ta nè, thấy không, cực kỳ ngon luôn nè, nhiên liệu nè, có bông điên điển này kia nè, thịt rất là ngon. Bà Bảy cái tướng đổ bả là có một không bao giờ có hai luôn đó, người ta đổ bánh xèo thì ngồi im một chỗ, bả đổ bánh xèo mà múa như bò qua và hậu đó. Dạ, ngồi nói chuyện với bà Bảy thì chút xíu bà có chia sẻ là sau này sẽ mở một cái tiệm nho nhỏ để bán bánh xèo mang tên là Thiếu Nữ Bạch Mai. Không biết ai sẽ ghé cái tiệm bánh xèo của bà Bảy để mua ăn không nè, thì để lại một cái bình luận nha. Mãi vô, mãi vô. Bảy nha. Bảy đổ bánh xèo. Ơi. Thấy giỏi chưa? Thôi giỏi coi kìa. Bảy giỏi chưa? Thôi giỏi coi, uống qua bún lại mới đổ cái bánh xèo kìa. Ôi. Xèo ngon chưa? Thôi giỏi. Thôi giỏi ngon ha. Giỏi chưa? Sao? Ôi, mà Bảy đổ bánh xèo dữ ta. Thôi. Bông điên điển rồi nữa nè. Thôi. Mà ngon không nè cả nhà. À, bông điên điển á, vùng quê. Chứ cái gì? Trong này điên điển với cái gì nữa ta? Mình review luôn coi. À, điện điển nè, với giá nè, củ sắn nè, bên đó là tép nè, ô ngon quá. Ủa, ăn cái gì vậy? Ăn cái bát mình nè. Yeah. Ủa, cái này bà đi đổ mướn hay sao? Đi đổ mướn. Đổ mướn hả? Đổ mướn. Đổ 1 cái 10 ngàn rồi, cái bà bán đó còn gì đâu, bà nhai. Trời ơi, điêu luyện ha. Trời ơi, bà uống kìa, trời ơi, bà uống kìa. Bịch khẩu trang không bảy? Ừ, mà bảo. Sao đổ bánh xèo bịch khẩu trang không bảy? Mình đang cười. Đâu có đâu, mà bảo bịch chơi cho vui vậy thôi chứ bịch cũng như không. Có cái này là bảy bịch khẩu trang nhiều khi á, sợ nó găng nó chết. Ôi ơi, bảy, bộ hồi xưa bảy có đổ bánh xèo rồi sao giờ thấy bảy đổ chuyên nghiệp quá nè. Đó, xưa đã có đổ. Trời ơi, chuyên nghiệp ghê không? Trời ơi, đại hết muỗng luôn đi trời. Dặn dữ bảy. Bảy làm chuyên nghiệp quá trời. Mỗi lần làm nó ăn mà phải bịch khẩu trang gì đó bảy. Làm bịch khẩu trang. Khi mình cười quá lố nó rớt ra nha. Nhiều khi quên quên nó cười ra. Rồi sáng giờ không đi không đi bán vé số sao mà giờ đi đổ bánh xèo mướn luôn rồi bảy. Vừa bằng bằng có tiền được rồi. Bắt số bằng cái gì bằng được bằng. À, cái gì cũng làm hết trơn không? Ừ. Cái gì làm ra tiền là làm ha. Còn 10 tờ kìa. Nãy giờ đổ bao nhiêu cái rồi bảy? Được mấy cái à? Mấy cái hả? Ồ nè, trên bàn nè. Bảy đổ bánh xèo thấy là nhìn là hấp dẫn à. Hấp dẫn quá bảy ơi. Là mở tiệm bánh xèo được rồi đó. Cái này là thật dưới gì vậy bảy? Dưới tép tôm hả? Tép, ông ơi. Cái con tôm mà bay lớn hả? Tép, tép nó thật. Cái giờ là tép chứ thật. Cái này là bò, là thạch châu. Thạch chó. Xèo có thạch chó luôn hả? Bảy đổ cái xèo. Trời, cái khủ mình đổ lên đây em thấy thịt heo á. Bảy, bà Bảy đổ quá ngon ông Kiên bây giờ ông ăn thèm kìa, ông núng ợt ợt luôn kìa. Chuyến này về là phải nấu bánh xèo, đổ bánh xèo cho ông Chính ăn nha. Rồi. Dạ, chuyến này chắc ông Chính về ăn bánh xèo của mẹ chồng rồi nghe. Đó thì có chỗ tài đổ bánh xèo cho nàng dâu giấu ăn lần nào chưa Bảy? Chưa. Chưa nữa hả? Trời ơi, chuyến này về chắc ăn dữ lắm mà. Cái vụ bánh xèo tôi đâu có nhớ đâu, tới giờ mới nhớ. Trời ơi. Quên luôn. Bảy hả? Nhớ tính tính ra mà bà Bảy bà để lâu quá rồi bây giờ mà mới đổ lại mà đổ cái bánh mà tròn tới cỡ đó không phải vậy, không phải là bánh tròn nhưng mà cái bánh nó không có trí ở dưới à, thường ra đổ bánh xèo ấy là người ta sẽ có hơi khét khét đó Bảy. Ừ. Nhưng mà Bảy ở đây là đổ chuyên nghiệp quá, quý vị nhìn thấy cái bánh nè. Đâu? Để nuốt nước miếng cái. Đâu phải đơn giản đâu, đưa dĩa ra đây coi nè, nó bà Bảy đổ là thấy chưa đó. Wow, cái bánh đẹp thấy ghê không? Đẹp không? Là cái bánh đợt sau này nhìn mới ngon vậy, cái bánh đợt đầu là như cái bánh này không được nè. Nè chỗ này không im nè. Trời ơi, có bất cười kìa. Trời ơi, vô diễn tao bất cười rứa tao. Không tự đi chuyện cảm khổ à. Vậy tôi được khen là cái bánh nó cũ à. Chủ nhà đồ đổ. Ồ, vậy bà chủ nhà này đổ cùi bắp quá. Tao không biết đổ, tao mới mua.
Đó, vậy cái tay nghề không bao giờ bằng bà Bảy được. Ôi ôi ôi, đang đổ bánh mẹ. Đang đổ bánh không có lột. Ừ. Không có mình từ nhẹ thôi chứ đừng từ mạnh cái đi. Bả cái vàng tiền đạo quá đi bụi hết trơn rồi. Cầm từ nha. Ừ. Để khán giả mà được xem được cái nhan sắc của bảy rồi. Đừng nhìn cái thần thái của bảy. Không cái này ha. Cái này nói vui nha bảy. Này mà phải lâu lâu rồi không nhìn được cái cặp mắt của đài loan của bảy quá buồn thế bảy. Vậy vậy là lâu anh Kiên hổm rài là không có thấy được cặp mắt Đài Loan của bảy nhớ ha. Không theo như bảy này là anh chú Năm chính rồi đó bảy ơi. Ờ còn bên ha. Thôi đi bảy bịch lại đi rồi nói cái bảy. Trời bữa nay bà bảy thấy bà bảy mới vui dữ ta. Ừ cái này mà anh Năm Sầu Riêng mà thấy là khoái liền nữa. khoái liền nữa. Ngày nào về cũng đổ bánh xèo hết trơn cái mày. Ở ngày đổ bánh xèo mướn gì nhỏ ai giữ, lại giữ hả? Lại giữ lại, à. Đưa nó ngủ. Ừ, mướn nó hết nhiều tiền. Chắc mướn nó cái bánh hả bạn? Ủa sao mướn gì? Ủa nó giữ con nó mà cũng mướn nó hả? À mướn chứ, thời buổi giờ kinh tế khó khăn mà. Đại cái gì cũng phải mướn. Bình nước đá đó, hai mẹ con ngồi uống dao nó uống đi, giờ giữ nó luôn. Hả thấy chưa, trời ơi, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Hết rồi. Mướn mà được. Giữ con của mình rồi phải mướn nữa. Ừ. Ủa bảy bảy. Hồi hồi xưa bảy giữ con lợi có mướn không bảy? Không, cái này con hỏi thiệt nè. Cái câu này hay nha. Hồi xưa bảy giữ con lợi. Phan đi phan đi để coi cái khúc bà bảy lấy bánh ra nè. Tập trung nha bảy ơi, tập trung mới được. Cái khúc bà bảy. Ôi trời ơi, trời. Kẹo nghiêng. Mình trên rồi, trên lót vô ừ đó ờ, mấy chuyên nghiệp ha vậy không ừ. Gì trời hướng nào mà không được thiệt tình luôn, máu quay hoài luôn á. Ơi ơi nè không cái khúc mà lấy cái bánh ra đi nhìn không hấp dẫn nữa. Ừ, cái khúc nè đổ cái bánh nè bảy bắt đầu là hướng nhãn đổ bánh xèo ra bắt đầu cái động tác nào trước nè là sau đây là chương trình review sau khi lấy cái bánh ra ngoài thì bắt đầu là bảy sẽ tha dầu đi vào trong chảo một lớp thật là đều. Rồi, tha dầu nè. Đó. Cái thao tác tha dầu chúng ta phải cho đều. Ồ, lắc chảo không? Lắc chảo. Đó là một cái màn xoay chảo vô cùng điêu luyện. Rồi sao nữa bảy? Nè, bắt đầu nè, đổ cái bánh đi vô nè. Nè, sau đó là chúng ta phải khuấy đều đi cái gọi là cái nhiên liệu để chúng ta đổ nè. Hả, vậy luôn hả? Bắt đầu là múc một cái muỗng nè. Bao nhiêu giá bảy? Không tới một giá. Đó. Bắt đầu là đổ vô nè, uống nè, lượng nè. Uống nè, uống nè. Ôi giời quá điều lệ. Trời ơi con kìa. Uống thợ để đâu vậy mà con. Thợ này ở xa lắm. Ở thành phố, ở vườn thành phố Hồng Ngự, vườn Bảo Bình. Vậy ha. Tưởng đâu mướn ở má lại xìa chứ. Gọi để gọi vô phải không? Đó, đại vô nè. Đó. Chuyên nghiệp ghê không nè. Mình làm mình phải hướng dẫn cho ta làm luôn bảy. Sau đó để thịt nè, nó xúc nè. Xúc nè. Ăn xúc như khi nào thèm để miệng quất trước không? Quá chuyên nghiệp. Cái khúc bà bảy đổ đẹp nhất là cái khúc bà đổ cái bánh á, trời bà uống bà lượng. Sao nhìn nó thấy nó cung phu ghê quá ha. Đó, đậy nắp lại ha. Đó. Rồi nói chuyện tiếp nè. Ủa chuyện là thấy bình khẩu trang gì không bảy? Đồ ăn không ăn, nó dân tá. Dân tá lã luôn. Ủa bảy ơi, con có thấy là hình như cái tác phẩm nào bên đây của bảy phải không? Hả? Đó. Không có cứu chủ nhà luôn á. Ôi bởi vì nói chủ nhà không có làm được cái gì hết chứ. Tổng cái bánh không mà tùm lum hết chứ. Của chủ nhà nè, cái gì không có biết quê mướn. Bởi vì không có bà bảy này ra tay là rồi rồi. Thiệt luôn cái này mà nhà hàng nào mà mướn bảy gì đâu bánh xèo mướn luôn được nữa ta. Sao bảy sao bảy ngày đổ 20 cái mở quán bánh xèo được rồi đó bảy sao bảy bây giờ mình đổi đưa đổi nghề đi bảy ơi đúng rồi ngừng bán giấy số thời gian mình đi bán bánh xèo đi. Ủa tạo là người đổ bánh xèo là con thấy là họ thảy lên thảy xuống rồi sao bảy không thảy chứ bảy. Bà bảy phái xèo là thảy sao chứ. Chỉ rẹo vậy thôi. Bánh kia bánh xèo bay. Ồ, con thợ kia là
thở phải không? Bà đổ nè qua cho nó bánh chạy đều á. Vậy là cái mỗi lần mình đổ bánh mình nó ẹo tới đâu là mình ẹo tới đó thì nó ẹo tới đâu mình ẹo tới đó. Cái đó là mình đi luyện đó bảy. Đó, cái kỹ thuật độc quyền của bảy nó vậy đó. Ờ, của mình bả ẹo thôi chứ ai đâu ẹo. Cái này khán giả xem mốt khán giả có đổ bánh xèo mà bảy điêu luyện lắm. Không, tính ra bảy cũng có tài nghề đổ bánh xèo chứ. Nữa đặt cái bảng đi. Bánh xèo bà bảy mai. Nó mở cái quán bán bánh xèo đi. Bánh xèo bà bảy mai. Cái này á là tép với thịt là mình đào chín sẵn rồi ha. Sẵn. Cái lay quay cái thằng nhỏ nó lớn lên, thằng cháu nội lớn lên cái nó phụ dạy bàn rồi. Ủa mà cái nhân thịt này nè là ai ai xào? Chủ nhà xào hả? Được không trời? Chỉ mình đổ thôi. Ờ, đó vậy chủ nhà là chỉ là xào được nhân thôi. Được nhân. Ừ. Mấy bột. Mấy bột, ba bột. Cái này là bảy chuẩn bị có một cái kế hoạch mới là sẽ đi bán bánh xèo. Thì bởi vậy hồi đó hỏi cái nghề gì đi lựa đi biết đổ bánh xèo tôi đi làm đổ bánh xèo tao bán đi. Bỏ vậy không? Ngồi chỗ đổ sướng với bà luôn kẹo ẹo hết ngày lấy tiền về. Quá êm. Quá êm luôn. Để cầm mấy tờ giấy số đi nhõng nhõng không hết. Sáng giờ có mua gì cho ăn lại nó ăn cho bảy. Ủa, quan tâm tới ăn lại hoài kiên. Đổ cái này chắc hồi đủ hai cái bánh xèo quá hả bảy. Nó nói chứ. Nó ăn cơm rồi. Rồi hả? Có gì để ăn nó nấy chứ. Ngày hôm qua em kia con nghe là có người đẹp nào lại đem thịt đồ cho nó quá trời luôn có hả bảy. Ờ, tủ ngoài kia. Có luôn nè. Ở đây ngoài kia tao bán một con dưới đó. Đem cho. Sao nó là mua thịt mới không à? Thịt mới đó, nó cũng được bán được còn dư á. Con gái đã nó đẹp không bảy? Nó bây giờ làm tròn chưa? Tròn rồi. Không, bà tròn hơn cái trứng vịt xíu à. Bà đổ bánh tròn hơn trứng vịt xíu. Theo như bảy định kinh doanh đổ bánh xèo này mình tính mở ngay chỗ nào bảy? Cho người cái gì? Hả? Tại chứ là ở đường chợ thành phố. Nghe thành phố luôn ha. Mặt bằng nó mắc lắm á nghe. Còn mấy ta đẩy chứ cửa nhà ta bán đi cho lại chị bạn. Ừ, im à. Im à. Mình tính ra là mình biết nghề vậy sao mà không ra mình đổ bánh xèo mình bán vậy. Ê, mà tính ra đổ mà bán ngay trước cửa nhà không biết ai giữ tiền ha. Cái này chắc lợi gom tiền quá. Trời ơi, chiếc xe đổ mà đem ra. Không có. Nếu đổ. Thằng Lợi mà để nó gom tiền là chắc bữa một phá sản luôn. Dẹp tiệm luôn. 777 bây giờ mình lên kế hoạch là mình mở cái tiệm bánh xèo mình tên gì đi? Tên là Bạch Mai. Trời ơi trời. Bánh xèo bà bảy Bạch Mai đi. Gào gào thử câu coi bảy. Gào thử câu coi. Bánh xèo bảy Bạch Mai đây. Không không cái này tự nhiên nói bà bảy Bạch Mai nó không được xuông xuông. Ăn bánh xèo của bà bảy Bạch Mai. Ăn bánh xèo thiếu nữ Bạch Mai không? Phải phải. Còn mấy tờ giấy số nữa. Cái này mà bảy không mà nói chơi thấy cái chảo mới chát luôn là chủ nhà mới sắm cái chảo gì vậy? Bỏ vậy nãy giờ nghi nghi rồi tại sao bà bảy mới đổ đẹp vậy thì ra là nhờ cái chảo. Bỏ vậy. Bởi vậy đây bởi vậy cái chảo mới chát đây nè mới sắm luôn cái chảo loại này đổ mới đẹp chảo đó chảo chống dính đó tưởng đâu nãy giờ bảy đổ chuyên nghiệp không thằng bên mông kìa đâu để vô bà dở lên đi tôi để vô cho để thang vô kìa núm dở lên ơi bảy kìa. Rồi rồi đây nè. Cái lâu hả? Bởi vậy. Bởi giờ mấy nào dành nó chưa công. Trời có dành công luôn hả bảy? Nó không công. À, đổ cái bánh. Cái bánh xèo phải đổ là cái dành xung quanh nó phải cong lên hả? Cong lên. Sao nãy giờ nó ẹo nó múa không lên. Lửa bắn thẳng. Đổ bánh xèo ra cực kỳ tiền không giờ được. Tính giới thiệu cho bảy qua nhà hàng ở bên kia đổ mà thấy kiểu này không ổn mà khỏi giới thiệu luôn. Thôi giới thiệu đi chứ.
trước tiên giới thiệu là nói là cái nhà hàng phải chuẩn bị những cái chảo mới, không bị đổi chỗ cũ. Tao nói chơi bậy bậy. Mình chút xíu nữa mình cố gắng mình đổ cái bánh cho nó thiệt là tròn rồi bà đổ cái gì mà thấy mà lượng sóng tùm lum hết trơn vậy. Lên chút cho Kiên với chú Vinh không. Cái gì mất mất mới gì nhìn vậy? Thì chút xíu bà đừng có quan tâm coi. Hồi bảy tập trung vào hết cái dặn nội công mà biết bao nhiêu năm mình đã đổ bánh xèo, mình tập trung hết vào cái bánh xèo luôn á. Bảy. Ừ. Rồi hãy tập trung lại. Tập trung nè, nè chuẩn bị nè. Tập trung tâm cái gì? Cái gì? Tâm gì? Tâm. Tập trung vào chuyên môn, tập trung vào chuyên môn. Nè. Nó nói chứ nãy giờ bà bảy bà đổ bà có thử cái bánh xèo nào chưa? Con quất cái nào chưa? Ăn đi. Có về cái bánh này. Ừ, quất ăn rồi sao ăn? Hả? Có đi, có đậu rớt rồi bà sợ nó được nóng, lửa nóng đen. Đen. Lửa nóng bị đen. Bỏ cái gì? Anh Kiên này cứ nói ngộ không à. Không có ý. Trời ơi, dở ra người ta đen cái làn da phi châu người ta hết. Không có ý là muốn chim nữa cái cặp mắt là lâu có bảy cái lông. Ủa, cho nó cái khẩu trang, cái khẩu trang có bịt cặp mắt đâu mà mới chim ngữ. Quay lên cho nó nhìn nè bảy, quay cho Kiên nhìn cặp mắt Đài Loan ngay. 2, 3, ý. Đó, sắp xong rồi đó. Sắp xong rồi đó, cái chỗ này là gần chín rồi nè. Đó, là mấy cái dành bắt đầu là nó dảnh dảnh lên rồi đó. Đó, nó dảnh lên rồi kìa. Đó. Bảy ơi, bảy cứ con thấy mà bảy mở ngay chỗ trước cửa nhà mà đổ nó lâu gì là chắc cái bánh xèo ra chắc không đủ một lợi duyên thận quá. Canh canh khoảng thời gian đổ ổn rồi. 2 chảo. Đúng rồi. Chứ đổ 1 chảo rồi tại nhà đổ ít chứ đổ 1 chảo chơi. Bánh xèo thiếu nữ Bạch Mai đây. Bánh xèo Bạch Mai đi. Cái ủa sao cái từ Bạch Mai nó giống cái nghệ danh dữ vậy trời. Ủa, tên thiệt là gì bảy? Nãy giờ có đậy nắp lên chưa bảy? Hả bảy? Có vậy giờ mới dở ra nè chờ đó. Bảy, bảy, tên thiệt bảy là gì ạ? Cái gì Mai? Hả? Tên thiệt của bảy là gì? Cái gì Mai? Thì bà bảy Bạch Mai. Không có, cái đó là Bạch Mai là nghệ danh thôi, cái chữ Bạch đó là gắn chắc rồi. Cái gì Mai bảy? Tiết Mai. Tiết Mai hả? Ơi. Phải không đó? Tiết Mai Xanh Hồng hả? Ủa hay là Hồng Ngự hả? Hay là Ung Thị Mai? Vinh là chọc bảy hoài, để bảy tập trung rồi đổ cái chí dành hết rồi. Đây cái wheel của bà bảy bà ngồi nè. Trời cái tướng bà ngồi đổ bánh xèo gì mắc cười vậy trời. Không, cái này là của một cái thằng Thái chuyên nghiệp. À chuyên nghiệp hả? Đâu phải, người ta không chuyên nghiệp mà ta ngồi cái kiểu khác. Cái này bảy ngồi chuyên nghiệp là thấy không? Cái thằng Thái. Ờ, cái... chữa tướng. Đó. Cái thằng Thái ta nhìn ngầu quá, thằng Thái của bà bảy này ngồi đổ bánh xèo nhìn tôi mắc cười. Nè uống nè. Đó. Cái lúc mà lấy cái bánh xèo này ra phải quay xa xa vậy nè, coi bà uống lượng thì kiểu mới được. Bà uống nè, bà uống lên này nha, nha. Đó. 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 Nè, đẩy lên rồi. Nè. Thấy luôn mày, thấy luôn mày. Thấy nó bay à. Thấy là. Đó. Để lá chuối rồi uống chiên được quá cho bộ à. Rồi bảy tập trung lại mình làm cái nữa bảy ơi. Là chuẩn bị có bốn lượng nè. À, quét dầu vô nè. Bữa nay bảy hình như có niềm vui hay sao ta? Bữa nay có gì vui á vậy bảy? Nói nghe bảy. Bữa nay bảy vui lạ thường chắc có bồ hay sao á. Thần bảy gì mà có bồ nữa hả? Ai biết. Mình ông năm cũng lên tới sao? Mà thường riêng hả? Không có đâu, năm xa lắm, như theo mà tôi nghĩ là chắc ông đi đâu ông hay dỗ ba ông bài lên đây sao? Coi chừng ông bảy cá cha. Ông Tư cầu muối. Ông Tư còn muối đây có không? Kìa kìa kìa, uống lượng nè. Đồ tròn thiệt là tròn ngang. Trời ơi, tôi uống kìa. Trời ơi. Cái này là tròn hơn rồi nè. Đó, đó, đẹp rồi nè. Đó, trời ơi, cô kìa. Bả là... Bả gọi là... Đứng lên, bảy đứng lên, eo qua bảy. Bảy đứng lên. Đó, cái này được hơn rồi nè. Cái gì trời? Liệu, liệu kỹ khối trời. Liệu ngộ hả? Người ta liệu gì cho nó... Được, được cái liệu, liệu kêu cái đó không trời? Chắc bà nhớ dữ lắm rồi nè. Lại ơi, bánh xèo lại ơi. Bánh xèo nè, bánh xèo nè. Rồi bảy qua đổ mà thấy nhẹ nhàng ha. Mình vô chắc mình đổ không được gì đâu. Cái này chút xíu để bà bảy đổ xong cái mình phải thưởng thức mới được. Ừ. Phải thưởng thức mới được. Cái này mình phải bỏ giá dữ thật ở trên đó bảy. Giá dữ thật ở trên.
quay khoe cho nhớ cháu nữa nè. Đó thấy chưa, trời ơi, trời ơi, quay khoe luôn kìa. Bỏ bỏ vậy. Trời ơi, mày dơ sợ chi chứ, cái vàng cái quay vô nó cháy màn hình của người ta mà cứ đưa vô hoài. Nè, đám dỗ nội mày nè. Cái sợi dây thì bành kia mà đưa vô cái camera hoài luôn, nó chá lên màn hình. Bảy bảy tập trung dữ bảy. Ủa sao kỳ vậy? Lấy cái nắp bự bự chút xíu, cái nắp nhỏ quá, nó bị dính vô cái rìa. Rối đội hình hết trơn. Bỏ vậy. Rồi trời ơi, ta đang đẹp mà bảy dính dính thôi vậy xong luôn rồi. Thôi giờ nó cũng nó cũng dài thôi, nãy giờ vô đây khịa bà bảy hoài, bà không có tập trung mới đổ bánh xèo trơn thôi. Để chút xíu nào bà bảy đổ rồi cái hẹn ở nhà mình clip sau nha. Rồi, cảm ơn bảy nha. Bye bye bảy. Tập trung. Bye bye nha coi. Trời ơi. Đổ bánh xèo nè, thấy chưa? Rồi, hẹn cả nhà clip sau nha.